Sao quạt đi Kha. Chào mừng các thiện nam tín nữ đã trở lại với kênh của Lucky Amulet. Trong video lần này thì chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn về chuông tài lộc được làm bằng chất liệu bạc, mic vàng 3K. Chùa Tham Khảo Tra An được làm vào năm 2563 Phật lịch, tức 2020. Phiên bản chuông tài lộc được làm ra với rất nhiều nguyên liệu bột thiêng cũ của các ngôi chùa và các cố cao tăng nổi tiếng như môn sản cũ của chùa Rá Khăng, môn sản của Luồng Phủ Mùn, Luồng Phủ Liễu và các kê trị A Chan khác. Không chỉ vậy, những lá phép này còn được trì chú cùng trong rất nhiều nghi lễ lớn như lễ tăng của chùa Rá Khăng, nghi lễ trì chú tháo quét sụ quan mi sắp lửa lớn, nghi lễ trì chú quy thần tài phiên bản tỷ phú. Những chiếc chuông thần tài được đúc với hình tượng 5 vị Phật anh em nổi tiếng của Thái Lan. Bao quanh mặt ngoài của mỗi chiếc chuông bao gồm Luồng Po Tô được thờ tại chùa Bang Pli của tỉnh Xạ Bụt Prakan, Luồng Po Thong chùa Khảo Tạ Krao, Luồng Po Sổ Thon chùa Sổ Thon Wararam Qua Ra Quý Hạn, Luồng Po Phan Lẻm, chùa Phết Xạ Bụt Qua Ra Quý Hạn, Luồng Po Rai Khỉnh, chùa Rai Khỉnh. Tất cả các amulet chuông tài lộc đều được trải qua 3 nghi lễ trì chú lớn. Nghi lễ trì chú thứ nhất ở chùa Say Thong Patthana, nghi lễ trì chú thứ hai ở chùa Rai Tang Thong và nghi lễ trì chú thứ ba ở chùa Tham Khảo Tra An. Ở các nghi lễ này đều có sự tham gia của các trụ trì và các tăng sĩ trong chùa thực hiện trì chú cho những lá phép. Chuông tài lộc mang lại tài lộc, may mắn và bình an. Từ thời cổ đại, người dân Thái Lan đã tin rằng bất cứ ai có tín ngưỡng với amulet chuông, thỉnh chuông làm thành vòng cổ hoặc đeo bên mình hàng ngày, lời nói sẽ có sức ảnh hưởng, nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh, có nhiều cơ hội phát triển trong công việc. Nếu thỉnh chuông treo ở cửa hàng sẽ giúp cửa hàng bạn buôn bán thuận lợi, được nhiều khách hàng biết tới với nhiều cơ hội phát triển. Bản thân những chiếc chuông cũng chính là một phần trong các nghi lễ lớn nhỏ của Phật giáo Đại Thừa. Nhân dịp hữu duyên với một ngôi chùa ở Mương Can, thành phố Kachanaburi, Thái Lan, Lucky Amulet xin giới thiệu với các thiện nam tín nữ những chiếc chuông được làm ra trong năm nay với mục đích kêu gọi tu bổ gian chánh điện đã bị hư hỏng của chùa Tham Khảo Tra An. Gieo duyên với các thiện nam tín nữ thân quen của Lucky Amulet, những chiếc chuông may mắn có thể sử dụng làm vòng cổ, mang bên mình để cầu bình an hoặc treo ở cửa hàng để công việc kinh doanh được thuận lợi. Số lượng chuông được làm ra trong lần này về chất liệu vàng thì có 19 chiếc, chất liệu bạc mic cánh chuông vàng là 168 chiếc, chất liệu bạc là 168 chiếc, chất liệu hợp kim có 499 chiếc và chất liệu đồng đỏ là 2563 chiếc. Những mẫu chuông bên mình đã lên khung bạc sẵn sàng để gửi tới tay các thiện nam tín nữ rồi ạ. Mình sẽ để link hướng dẫn thỉnh Phật hộ mệnh cũng như link sản phẩm ở bên dưới phần mô tả nhé. Vậy là Lucky Amulet đã giới thiệu với các bạn amulet chuông tài lộc được làm ra trong năm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video này. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng mình. Sawasdee ka.